Như mọi ngày, tại các phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc Hội Đông y tỉnh thường xuyên có bệnh nhân đến thăm khám. Bằng phương pháp y học cổ truyền, trong 5 tháng đầu năm 2023, Hội Đông y tỉnh đã khám và điều trị cho khoảng 35.000 lượt bệnh nhân, trong đó có trên 3.500 lượt bệnh nhân được điều trị bằng châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Chất lượng điều trị bằng y học cổ truyền của các cơ sở ngày càng được nâng lên, tạo được niềm tin trong nhân dân. Tôi thì cũng hơi bị nhiều bệnh và cũng chữa trị cũng nhiều nơi. Nhưng mà đến khi về với các thầy thuốc đông y thì thấy là có hiệu quả rõ rệt. Cùng với hoạt động khám chữa bệnh, cả cấp hội đông y trong tỉnh còn phát động sâu rộng phong trào trong và sử dụng thuốc nam. Hội đã tích cực phổ biến những kinh nghiệm chữa bệnh bằng thuốc nam từ cây thuốc quý, vừa kết hợp với y thuật để nâng cao chất lượng điều trị bệnh, đồng thời chủ trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên qua giao lưu trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ bài thuốc hay, bảo tồn nguồn dược liệu quý. Khi vào hội đông y của tỉnh, tôi luôn luôn thực hiện đúng như lời bác Hồ có nói, lương y như từ mẫu. Tôi luôn luôn nghĩ rằng là mình phải làm thế nào đó để cống hiến, đưa lại sức khỏe cho người dân và đưa phong trào của tỉnh hội đông y Quảng Bình ngày càng phát triển. Hiện nay, Hội Đông y tỉnh có 10 tổ chức hội, trong đó có 8 huyện hội, 2 chi hội trực thuộc và 145 hội cấp xã phường thị trấn với 840 hội viên. Thấm nhuần lời dạy của bác Hồ, lương y như từ mẫu, các hội chi hội trực thuộc đều có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Đặc biệt trong thời điểm COVID-19 bùng phát, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức bao chế thuốc y học cổ truyền với số lượng trên 130.000 túi, tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng để hỗ trợ cho địa phương và nhiều tỉnh thành đơn vị trong cả nước. Vấn đề khám từ thiện ấy là cái chương trình mà được Hội Đông y Quảng Bình đã đặt ra mà xuyên suốt trong quá trình hoạt động, và chúng tôi sẽ sắp đến cũng sẽ là khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo rồi người dân tộc thiểu số. Đồng thời là chúng tôi sẽ có những cái chuyến đi về các cái vùng núi xa xôi để chúng tôi khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Qua mỗi hoạt động vì cộng đồng, hình ảnh của những thầy thuốc đông y đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Bằng trái tim tròn vẹn với nghề, với nền y học cổ truyền dân tộc, hội viên lương y Hội Đông y Quảng Bình đã và đang góp phần quan trọng trong chữa bệnh cứu người, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của nền y học cổ truyền tỉnh nhà.